Vâng, chào các bạn quay trở lại với kênh Huấn Vina, tiếp tục cái chương trình chia sẻ về các cái dòng sản phẩm về xây dựng cũng như là gia đình và dân dụng. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái fix đa năng. Đó, cái con này thì nó rất là tiện lợi luôn. Các bạn có thể sử dụng đa năng, được sử dụng ví dụ như là đựng nước nóng này, đựng nước lạnh này, rồi để pha chè này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đặc biệt là các bác tài, nếu như mà có pha chè thì bác tài đi xe mà pha chè thì rất là tiện luôn đó. Nó nhỏ gọn và có vòi rót này, rất là tiện lợi. Và gioăng của nó thì được thiết kế là gioăng cao su, đây cao su mềm. Đấy, rất là tiện luôn. Gioăng cao su mềm chúng ta có thể tháo ra để vệ sinh. Đó, đây một cái gioăng cao su mềm tháo ra để vệ sinh rửa ráy, sau đó chúng ta lại lắp vào và nó đậy vào trong cái nắp này thì rất là chặt, mình có dốc ngược cũng không bị chảy. Đấy, khi mà chúng ta cho đồ thì chúng ta ví dụ như là chè hoặc là các thứ thì chúng ta đưa vào. Đấy, đưa vào đây. Đấy, chúng ta xoáy nắp lại này. Đấy, xoáy nắp lại, sau đó thì là chúng ta sử dụng thôi. Đấy, nếu như con này mà các bạn có thể sử dụng mà uống nước đá thì chúng ta cứ bỏ đá vào đây là chúng ta có nước lạnh 24 giờ luôn để uống. Đấy, đá rất là lâu tan, hoặc là sử dụng nước ấm thì cũng rất là nóng, rất là lâu luôn, rất là tiện. Dung tích của nó thì là 0,7 các bạn nhé. Đó, 0,7 lít. Đấy, cũng tương đối là nhiều nước để chúng ta có thể sử dụng con này, rất là tiện luôn. Các bạn có nhu cầu về cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ tới mình Phạm Huấn, số điện thoại là 0936 863 268 để được tư vấn về cái dòng sản phẩm này cũng như là biết thêm về dòng sản phẩm này. Đấy, đây là cái lẫy mở của nó này, rất là tiện lợi luôn. Rót nước chè thì chúng ta rót như này, nó có một cái hệ phễu như này, rất là tiện. Hoặc là chúng ta sử dụng nước uống, nó không bị văng. Đấy, nó có phễu nó không bị văng, có vòi ra nó không bị văng, rất là tiện luôn. Đấy, các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ với Phạm Huấn, số điện thoại 0936 863 68 để được tư vấn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.